Trở lại với các thông tin thời tiết, ở ít phút trước thì chúng tôi cũng vừa đề cập đến quý vị về tình hình nắng nóng cũng như là cháy rừng đã xảy ra khu vực miền Trung. Chị Hương Liên này, tôi nhớ có vẻ như là nắng nóng ở miền Trung đã kéo dài hơn chục ngày nay rồi. Vậy thì không biết là trong ngày hôm nay thì vùng nắng nóng sẽ tập trung ở những tỉnh thành nào đấy ạ? Vâng, theo dự báo thì ngày hôm nay nắng nóng sẽ tập trung từ Hà Tĩnh trở vào đến Ninh Thuận, nhiệt độ cao nhất là 35 đến 37 độ C. Một vài nơi là Quy Nhơn, Tuy Hòa tới 38 độ C. Thời gian nắng nóng trong ngày kéo dài từ 11 giờ đến 17 giờ. Quý vị làm việc ngoài trời lưu ý đảm bảo sức khỏe. Chuyển sang thời tiết Tây Nguyên, hôm nay mưa có xu hướng giảm, trời nắng nhiều hơn, kéo dài liên tục từ sáng đến chiều, nhiệt độ các thành phố Kon Tum, Pleiku, Buôn Ma Thuột hay Gia Nghĩa khoảng 28 đến 32 độ C. Xuống Nam Bộ hôm nay cũng ít mưa nắng mạnh, nắng nóng xuất hiện ở nhiều nơi, đó là thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Phú, Biên Hòa, Tây Ninh, Thủ Dầu Một, Cao Lãnh, Châu Đốc, Ba Chi, Trà Vinh, Sóc Trăng, thành phố Hồ Chí Minh, nhiệt độ cao nhất là 35-36 độ C. Trở ra miền Bắc, sau những cơn mưa đêm, sáng nay trời vẫn mát mẻ, nhưng vài tiếng giữa trưa, nhiều thành phố phía Đông Bắc Bộ chuyển oi nóng, nhiệt độ cao nhất tại Hà Nội, Ninh Bình, Hải Phòng, Tuyên Quang, Cao Bằng sẽ là từ 32 đến 33 độ C, kết hợp độ ẩm không khí luôn trên 70%. Về chiều và đêm thì trời mưa dông trở lại. Cảm ơn chị Hương Liên về những thông tin thời tiết đầu ngày mới vừa rồi.